Hello mọi người, hôm nay mình lại tiếp tục với series Cung Hoàng Đạo đây. Mình sẽ vừa vẽ và vừa chia sẻ nha. Bình thường khi vẽ Cung Hoàng Đạo, mình hay dựa vào tính cách của những người bạn của mình hoặc mình lên mạng tìm hiểu. Cơ mà nhìn hai búi tóc thì chắc nhiều bạn đã đoán ra được rồi nhỉ. Thôi quay lại với chủ đề vẽ vời nào. Thật ra thì mình không theo ngành vẽ, mình cũng không qua trường lớp nào cả. Nhưng mà thích thì mình cứ vẽ thôi. Mình tích lũy qua việc vẽ thật nhiều và đọc nhiều tài liệu. Ui, đoạn này là đoạn mình thấy sai sai nè. Nên mình vẽ lại. Chắc nhiều bạn hiểu cảm giác này lắm nè, kiểu có ý tưởng, có bố cục rồi nhưng mà đến khi vẽ đụng bút thật sự thì nó lại là một câu chuyện khác. Mà đôi khi trong quá trình vẽ còn sửa tới sửa lui, sửa hoài cái chán, không muốn vẽ nó luôn. Đến phần tỉa tóc rồi nè. Khi vẽ tóc mình thường sẽ vẽ những lọn lớn, sau đó sẽ tỉa chi tiết lại sau. Nhưng mà để tóc đứng yên hơi buộc phải không? Mình cho nó bay một xíu đây. Thật ra khi vẽ lúc nào mình cũng mở mấy trang tài liệu lên để mình tham khảo hết trơn á. Mình đi làm rồi nên thật sự ra vẽ vời cũng rất tốn thời gian của mình. Tuy nhiên khi hoàn thành được bức tranh và được các bạn ủng hộ thì mình thật sự rất vui và hạnh phúc luôn á.